Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video chiều nay, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Trong video chiều nay chúng tôi lại tiếp tục cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án Metro Bến Thành Suối Tiên. Cái hạng mục tái lập cái bùng binh chợ Bến Thành cũng như là tái lập mặt đường Lê Lợi. Thì ở những video trước chúng tôi đã cập nhật thì đường Lê Lợi đã được thông xe, và cho đến ngày hôm nay thì đã hoàn thiện tất cả các hạng mục như là vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan, và có thêm những cái bến đậu xe buýt cũng đã hoàn thiện rồi các bạn. Còn cái mũi tàu ở phía ngay đầu đường gần bùng binh chợ Bến Thành nha các bạn, thì đơn vị thi công đang hoàn thiện. Sáng nay đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục hoàn thiện ở phía cái đầu đường Lê Lợi, phía giáp bùng binh chợ Bến Thành, tức là ngay mũi tàu các bạn. Đó, khả năng đây là làm cái mũi tàu để phân cách phân làn giữa bùng binh chợ Bến Thành cũng như là hai len của đầu đường Lê Lợi phía cái giáp bùng binh chợ Bến Thành nha các bạn. Còn đây là cái cửa lấy sáng của nhà ga Bến Thành Suối Tiên thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thì ở hai bên thì cũng được bố trí những cái trạm dừng xe buýt. Thì sau khi thông xe Khánh Thành và thông xe cái tuyến đường Lê Lợi vừa qua, thì những hộ dân ở cái mặt tiền đường Lê Lợi khá phấn khởi và đang chỉnh trang sửa chữa lại cái mặt tiền của nhà mình để mà tiếp tục kinh doanh sau những năm bị cái rào chắn của công trình. Nhìn hiện trạng của tuyến đường hiện nay là khá sạch sẽ và thông thoáng nha các bạn. Đó, vỉa hè cũng được lát xong rồi, tuy nhiên chỉ lát bằng gạch thường thôi các bạn. Thì sau này nếu mà có chủ trương mới và có thầu mới thì chắc chắn sẽ lát, có thể lát đá như là một số tuyến đường khác lân cận với phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì cái đó chúng tôi sẽ chưa nắm và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thường xuyên. Mời các bạn đăng ký kênh, nhấn vào nút bên phải phía dưới màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn nhìn vỉa hè đã được lát đã bằng gạch thường rất là sạch sẽ và được bố trí những cái thùng rác cá nhân ở phía chính giữa, thì đã được trang trí cảnh quan những bồn hoa rồi, những cây kiểng rồi, hệ thống chiếu sáng, tất cả các bảng chỉ dẫn cũng đã hoàn thiện, và những trạm dừng xe buýt cũng hoàn thiện rồi các bạn. Thì ở một số phân đoạn cũng có đã vẽ vạch sơn dành cho người đi bộ băng ngang, tuy nhiên không có đèn tín hiệu thì cái việc băng ngang qua đường thì cũng khá nguy hiểm.
Đây là công trường Bùng Binh chợ Bến Thành. Thì đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục thi công và hoàn thiện cái việc tái lập cái Bùng Binh chợ Bến Thành và cái cửa nhà ga lấy sáng Bến Thành. Đồng thời, đơn vị thi công đã đang tái lập hai cái cây xăng ở cái phía giáp đường Phạm Ngũ Lão. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là trước đó ở vị trí này cũng có hai cây xăng. Thì hiện tại sau khi mà tái lập và cái việc Bùng Binh chợ Bến Thành thì đơn vị thi công cũng sẽ tái lập hai cây xăng ở vị trí cũ. Thì sáng nay chúng tôi ghi hình thì có một số lãnh đạo ở trên xuống kiểm tra và đánh giá lại tình hình tiến độ của dự án công việc tái lập cái Bùng Binh chợ Bến Thành. Thì hiện nay đơn vị vẫn tiếp tục thi công. Đây là vị trí cây xăng nha các bạn, đó thì vẫn được đặt lại vị trí cũ nha các bạn. Đây là cái cửa lấy sáng của nhà ga Metro Bến Thành Suối Tiên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ của dự án. Mời các bạn tiếp tục đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.